Dương xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Vợ Việc Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Hôm nay Dương quay mẹ chồng Dương đang ngồi đọc kinh đó cả nhà. Thì mẹ Dương ngày nào cũng đọc kinh hết á. Và đôi lúc có những cái kinh đó là mình phải có thời gian hoàn thành, giống như trong vòng một tuần lễ gì đó mình phải hoàn thành bao nhiêu cái bài kinh trong đó gì đó. Cho nên mẹ Dương là tuần nay là rất là bận rộn để mà đọc để cho nó hoàn thành đúng thời gian á. Thì hôm nay Dương cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn mình biết về tại sao mà Ấn Độ là một cái đất nước mà hầu như là tỷ lệ ly hôn thuộc dạng thấp 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 rất rất là thấp ở trên thế giới. Thì Dương sẽ cho cả nhà mình biết có những cái thông tin mà nó giúp cho cả nhà mình hiểu thêm về tại sao mà họ ít tỷ lệ ly hôn thấp. Thì không phải là đơn giản là ly hôn thấp bởi vì họ không muốn ly hôn hay như thế nào đâu, nhưng mà cũng có nhiều lý do ảnh hưởng lắm. Nhưng hôm nay Dương muốn chia sẻ cho cả nhà mình hiểu thêm. T-Rex. Tyrannosaurus. Tyrannosaurus roar. T-Rex. T-Rex. Nhà Dương bữa nay không có nấu ăn, đặt pizza về ăn. Hey, so you don't book pizza for mom? The menu was in Polish. I don't see it. Hey, look at him. He don't wait for you. Eat it. Camera, I'm focused on baby. Yeah. Come on. You don't eat? We finish. Wow. Lần vi nó gặp cái nó wow. Ấn Độ mặc dù đã bắt đầu chuyển mình cùng với thế giới mở hơn trong suy nghĩ, nhưng mà đâu đó cả nhà mới, cho nên là những cái phong kiến họ vẫn còn giữ tới bây giờ, không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Giống như trong cái việc hôm nay Dương chia sẻ là ly hôn tại Ấn Độ. Với cái văn hóa mà thiên về gia đình và nặng phong kiến, cho nên là những cặp đôi ở Ấn Độ thường người ta rất rất là ít ly hôn. Là thật ra thì cuộc sống thì cũng có bất đồng, nhưng mà người ta vẫn cố gắng để sống với nhau đến già. Và không chỉ riêng về gia đình như vậy mà người ta không muốn ly hôn. Thì đối với trường hợp mà số ít người ta muốn ly hôn, thì nhưng mà tại sao người ta vẫn không thể ly hôn được? Thì hôm nay Dương xin chia sẻ lý do là đầu tiên là khi mà trong gia đình mà có người ly hôn thì đó là một cái điều xấu hổ, rất là xấu hổ trong gia đình Ấn cô chú. Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Khi mà muốn ly hôn á, là trong gia đình người ta sẽ từ mặt mình luôn. Có nghĩa là người ta không có cho phép mình ly hôn trong gia đình trước. Tại vì nó ảnh hưởng tới anh chị em trong gia đình. Ở Ấn Độ khi mà kết hôn là do là hôn nhân sắp đặt, cho nên người ta xét về gia đình rất là nhiều. Ví dụ cái gia đình đó mà có người ly hôn thì người ta cũng không có muốn là kết hôn làm thông gia. Tại vì là giống như trong suy nghĩ phong kiến á, người ta thấy có người ly hôn vậy là điều làm cho gia đình xấu hổ, người ta không có muốn kết giao với mình. Cho nên ảnh hưởng đến em trai em gái của mình sẽ rất là khó để mà tìm được một cái người gia đình đàng hoàng để kết hôn. Và cái điều thứ hai nữa là những cái người mà đã ly hôn đó đó, sau này á, người ta khó mà tìm được cái người bạn đời thứ hai. Tại vì nặng phong kiến đó, cho nên đã ly hôn rồi á, là người những cái người mà người ta muốn kết hôn á, người ta không có chọn những người đã ly hôn, coi như là người ta cạch mặt ra luôn rồi đó. Chỉ có những người ly hôn mới tìm những người ly hôn để kết hôn. Mà xã hội Ấn Độ thì quá quá ít những người ly hôn. Rồi những người
ly hôn đó có biết là tốt xấu hay là cùng tuổi hay già trẻ gì mà để kết với nhau được, cho nên thành ra đã ly hôn rồi là dễ bị ế luôn. Và cái điều thứ ba này là yếu tố quyết định mà xã hội Ấn Độ rất rất là ít người ly hôn là do yếu tố tòa án cả nhà. Tòa án ở Ấn người ta không có giải quyết cho mình ly hôn liền, hai người mình đưa hồ sơ lên ha là bắt đầu họ nhùng nhằng nhúng nhắn là họ cứ đem ra họ hòa giải miết luôn. Thì tất nhiên là khi mà đầu tiên ra một lần hai lần thì hòa giải thôi cả nhà, nhưng mà đi ra mà cứ có hai người mà không đồng thuận á nha là cứ nhùng nhằng hoài luôn á, mở hoài tòa án như vậy đó mà không có giải quyết cho người ta ly hôn đâu, cứ bắt người ta phải sống hoài với nhau vậy đó. Cho nên á, ở Ấn á, mà cả hai phải cùng đồng thuận ly hôn á thì nó đỡ hơn là đi ra tòa, nhiều khi 2-3 năm là ly hôn được. Còn cả hai mà chỉ có một người muốn ly hôn nha, người kia không đồng ý, mặc kỳ dù với bất kỳ lý do gì, chỉ cần một người không đồng ý rồi nó kéo hoài luôn, không biết năm nào mới ly hôn được đó. Rồi khả năng cao là từ 7 tới 10 năm mới ly hôn được, chứ dưới 7 năm khó ly hôn lắm nha cả nhà. Và phụ nữ Ấn thì họ rất nhỏ nhen trong cái việc ly hôn nha cô chú. Thì Dương không có ý là nói xấu người phụ nữ Ấn nha cả nhà, thì Dương chỉ nói là riêng cái vấn đề ly hôn thôi, là cái tính của họ rất nhỏ nhen, họ không có chịu ly hôn đâu. Mặc dù hai vợ chồng là xích mích rồi ha, mặc dù là không thể nào ở cùng nhau cùng một nhà rồi đó, họ dọn ra ở riêng hết trơn rồi đó, nhưng mà họ không bao giờ để cho người đàn ông được thoải mái ly hôn đâu. Họ sẽ mặc dù ghét nhau nhưng mà họ không có chịu ly hôn, họ để hoài vậy đó, họ ngâm luôn vậy đó. Tại vì trong ý họ là họ cũng không muốn kết hôn nữa, và xã hội như vậy đó, muốn kết hôn nữa cũng khó lắm, cho nên đó, thành ra hả là họ sẽ hủy hoại cuộc đời người đàn ông luôn á nha, trong cái tính ích kỷ này thôi nha, chứ không phải là cái khác. Nhưng chỉ nói riêng về cái vấn đề ly hôn á, là họ suy nghĩ ích kỷ trong việc này lắm, coi như là để vậy luôn, nó không muốn ly hôn, cho nên thành ra ra tòa hả là khó ly hôn dữ lắm, tại vì họ không đồng ý. Sẵn đây cho Dương chia sẻ về cái vấn đề ở Ấn Độ người ta bảo vệ phụ nữ như thế nào. Thông thường thì ở bên ngoài mình hay nghe là ở Ấn Độ á, là phụ nữ không có được bảo vệ, cho nên thành ra những cái hoàn cảnh hiếp dâm rất là nhiều. Thì sẵn cái vấn đề ly hôn này Dương chia sẻ cho cả nhà mình, thì trong vấn đề ly hôn họ bảo vệ phụ nữ nha cả nhà. Người phụ nữ á, nếu mà họ chấp nhận ly hôn á nha, là họ được quyền đòi hỏi, là đòi hỏi cái số tiền mà người đàn ông chồng của họ đó là phải chu cấp, là không phải chu cấp hàng tháng, mỗi tháng cho mấy triệu là được đâu. Họ đòi một cục tiền luôn là chu cấp suốt đời cho họ đó. Thì ở bên Ấn người ta cũng cái luật bảo vệ phụ nữ là cho con cái sống cùng với mẹ, chứ cũng không có đồng ý là để cho sống với ba. Cho nên là người phụ nữ mà chấp nhận ly hôn là tòa sẽ được quyền đòi hỏi tòa cho bên chồng là phải chu cấp cho vợ với lại con là một cục tiền để mà nuôi, giống như kiểu mình nói nuôi hết đời của cô ấy đó, là khoảng tiền tỷ á, mới chịu ly hôn, chứ còn không là ít ít là họ không có chịu ly hôn đâu. Cho nên ly hôn ở Ấn Độ á, là khó hơn lên trời là như vậy đó cả nhà. Thì Dương cũng biết bao nhiêu thì Dương chia sẻ những cái lý do chính mà dẫn đến Ấn Độ là tỷ lệ ly hôn thấp. Chứ mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà cả nhà, mình cũng đâu có biết được trong đó là lý do gì như thế nào, nhưng mà chủ yếu là mình có thể nhìn bề ngoài nó là như vậy đó. Cho nên Dương thấy mấy luật ly hôn ở Việt Nam mình là quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, Dương thấy mình rất là dễ luôn, muốn ly hôn rất là nhanh chóng, với lại có thể cái là đơn phương ly hôn luôn. Dương thấy rất là thích cái luật này luôn, đã hai người không hợp rồi bắt người ta sống chung hoài chi trời, với lại có một người đồng ý không ly hôn cái để sống chung hoài cũng đâu có được đâu, mình đơn phương mình ly hôn như vậy thấy khỏe quá trời luôn á. Cho nên là Dương thấy luật ly hôn ở mình là Dương phải dùng từ tuyệt vời luôn á. Cái nói đến đây cái có mấy cô chú nào mà không có thông cảm, cái nói ôi ôi sao tuyệt vời, ở bên Tây người ta mới tuyệt vời, hàng tháng người ta cắt băng luôn. Thì cái chuyện đó thì qua bên Tây nó quá tốt rồi, Dương chỉ đang nói giữa Việt Nam và Ấn thôi. Thì đối với Dương thấy luật ly hôn Việt Nam với Ấn thì thấy Việt Nam mình tuyệt vời quá chừng luôn rồi. Hôm nay Dương mệt mệt, anh chồng Dương ngủ lại đặt chung, mà Dương không có lại cái một mình anh đặt á. Cái bữa nay anh đặt hơi nhiều, rồi dư cái phai tây á, tại vì mình đặt nguyên cái bánh pizza thiệt là lớn, rồi thêm cái cuộn phô mai với thịt nguội đó. Thành ra hai vợ chồng ăn quá trời luôn mà vẫn còn cù pizza hơi dư cả nhà ơi.
Good boy. Ranvi nó cố lột cho bằng được trái chuối nó ăn luôn á, cô chú nó thích ăn trái chuối á, bởi vậy là nó gặp trái chuối là nó lột nó ăn liền à. Dạo này á, mấy ngày nay á, nó học hỏi ở trong phim hoạt hình á, nó coi cái con khủng long đi đó cô chú, trời ơi cứ hở ra nó rảnh là nó đi y như con khủng long đó đó, nó học đó đó, nó cúi người nó xuống rồi nó khum hai cái đầu gối nó nha, là nó tập đi giống con khủng long trong phim hoạt hình đó cô chú, nó ghét dữ lắm. Hôm nay Duyên xin tạm dừng video tại đây nha, hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.